Câu chuyện đồ chơi, tập phim, siêu nhân người nhẹ, đại chiến người sắt, robot biến hình. Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Hãy cho tôi biết ở đây đã xảy ra chuyện gì được không? Hãy cẩn thận. Hả? Hả? Là sao? Là sao cơ? Ha ha ha! Người đã quá chủ quan rồi người sắt. Chúng ta phải làm gì với hắn đây thưa ngài? Nhốt hắn lại. Hãy lấy robot của hắn cho ta. Chào các em, chúng ta bắt đầu học bài mới nào. Này các cậu, chiều đi chơi game nhé. Được đó. Hôm nay tớ sẽ cho các cậu biết tay. Ha ha, trời rõ gà và chém gió. Khánh, Đăng, Tít, sao lúc nào các em cũng nói chuyện riêng vậy? Ra đứng ngoài cửa lớp cho tôi. Tại cậu đấy Khánh, đáng nhiên đang lành thì phải ra đây đứng. Ô la la, sao thế này mấy ông bạn lớp bên? Đứng chắc mỏi chân lắm nhỉ, tội nghiệp. Tức quá, tôi sẽ hạ nó. Thôi nào, để tớ. Hài, hôm nay học tập vất vả quá. Học cái gì đâu mà kêu. Ê nhóc. Hả? Sao ạ? Hồi sáng nhóc đánh em anh đúng không? Dạ, đâu có ạ. Còn cãi hả? Anh em, lên! Oh no! À, chạy mau! Định chạy sao? Đuổi theo nó! À, úi giời! Đau quá! Quái vật! Oh no! Chạy mau! Hả? Cẩn thận đó Khánh! Em có sao không? Dạ không ạ! Vậy tốt rồi! Bảo mọi người hãy di tản đến nơi an toàn nhé! Rõ ạ! Hey! Quái vật! Ta ở đây! Hả? Iron Man? Sao thế này? Ha! Người hãy thua đi! Ha! Đúng là thảm hại! Người đã mắc bẫy rồi! Oh no! Hãy mau trở lại robot! Hả? Quá muộn rồi! Các người nghĩ có thể đánh bại chúng ta sao? Sao ngươi lại thoát được? Chịu thua đi. Yeah, lá bọc đi lại đi bắt. Tuyệt vời. Chào mừng các bạn đã đến với channel Câu Chuyện Đồ Chơi. Chúng mình tạo video với đồ chơi mỗi ngày, vì thế các bạn có thể tìm thấy rất nhiều đồ chơi trong những câu chuyện hài hước ở đây. Hãy tham gia với chúng mình bằng cách ấn nút đăng ký kênh. Và nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên like, chia sẻ và comment ở dưới video nhé các bạn nhé. Hãy nhớ comment cảm nhận, góp ý của các bạn. Và nếu các bạn có ý kiến, đóng góp thì hãy comment ở dưới nhé. Đặc biệt, đừng quên bấm chuông thông báo cạnh nút đăng ký để có thể nhận được video từ Câu Chuyện Đồ Chơi mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Câu Chuyện Đồ Chơi. Chúng mình yêu quý tất cả các bạn.